Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trồng cây cảnh, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về một số thông tin liên quan đến cái cây hoa sống đời các bạn nhé. Một trong những cây cảnh rất là dễ trồng đấy, và làm cảnh rất là đẹp ở trong gia đình nhé. Đó, thì hôm nay cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần các bạn nhé. Đấy, thì mình có ra chăm sóc một số cái cây cảnh đó, và cũng tranh thủ làm clip chia sẻ các bạn, thì cũng hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn được một số thông tin để các bạn tham khảo nhé. Rồi, thì cái cây sống đời thì trong các clip trước ấy, thì mình đã có chia sẻ với các bạn rồi. Đó, bạn nào quan tâm và đã xem video của mình thì các bạn cũng đã có một số cái video trên kênh của mình nhé. Thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Đây các bạn này, đây là những cái cây sống đời mà mình đã dâm bằng bằng thân nhé. Dâm bằng thân tức là bằng cành đấy, cách đây 6 tháng, tức là trước Tết rồi. Thì cái thời điểm trước Tết đó thì mình có dâm bằng cành, thì mình đã làm clip quay lên cho các bạn xem rồi nhá. Đã, hôm nay thì thành quả là sau 6 tháng thì những cái cây này nó đã phát triển như thế này rồi các bạn này. Đấy. Thì những cây này bây giờ mình chỉ cần mang ra chậu nhá, và mình trồng vào cái chậu mới hoặc là trồng xuống đất cũng được. Đấy. Thường thường là những cái cây mà nó tốt như thế này thì chúng ta nên cắt cắt khoảng nửa thân đi. Đấy, nửa thân để cho nó mọc những cái thân mới, chồi mới ở phía dưới xung quanh cái vị trí cắt các bạn nhé, để nó thêm nhiều thân nhiều nhánh thì cái bùi sống đời nó sẽ rậm hơn và nó sẽ sau này đến Tết thì nó ra hoa nó đẹp hơn. Rồi, thì cái đặc điểm của cây sống đời thì đầu tiên là chia sẻ các bạn ấy, thì nói chung là cái thời điểm mà mình trồng cây sống đời cách đây khoảng 6 7 năm là mình về mình trồng thì nó cũng khó chết các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình đúc rút ra được một số cái thông tin đó. Thì những cái mà chia sẻ các bạn hôm nay thì cũng từ cái kinh nghiệm mình trồng cây sống đời thôi nhá. Đó, chia sẻ thêm để các bạn xem clip rồi các bạn tham khảo nhá. Đó, cái đặc điểm thứ nhất đấy là cái cây sống đời thì nó ưa đất tơi xốp các bạn nhá. Đó, đất tơi xốp có nghĩa là những cái đất mà nó thoát nước tốt đấy. Đấy, thoát nước tốt. Còn đất mà đất rắn, đất cứng đấy, hoặc là đất quá khô cằn thì cây nó phát triển rất là chậm các bạn nhé. Đấy, quá khô rất là chậm đấy, phát triển chậm. Cho nên là khi các bạn trồng cây sống đời thì các bạn nên trộn đất thì hay hơn. Ví dụ các bạn nên trộn đất với lại trấu này, tro trấu này, rồi thêm một ít xơ dừa này, rồi thêm một ít phân hữu cơ. Đó, thì cái cây sống đời nó sẽ sinh trưởng và phát triển nhanh hơn đó, và thoát nước tốt nhanh hơn. Cái đặc điểm thứ hai là cây sống đời thì nó cái chịu ngập úng rất là kém các bạn nhé. Đấy, tức là cái cây sống đời thì trên cái thân và cái lá của nó các bạn này, thân và lá thì chứa rất là nhiều nước nhé. Đó, nhiều nước. Bởi vậy mà nếu như mà đất của chúng ta trồng ấy mà nó nước nó nhiều quá thì cây sống đời nó sẽ bị thối rễ các bạn nhé, thối rễ và thối gốc ấy. Đó, sau khoảng hơn một tháng là bắt đầu là có cái biểu hiện là lá bị vàng các bạn này. Đấy, lá bị vàng và thối rễ thối gốc nếu như nó bị thừa nước này. Thì sau khoảng 2 tháng là cây nó sẽ chết các bạn ạ. Đó. Thì cái cây sống đời mà bị thối rễ thối gốc do thừa nước ấy thì mình đã cũng có làm một video riêng ở trên kênh của mình nhé. Thì các bạn quan tâm thì các bạn truy cập vào cái video đó là mình đã quay trực tiếp cho các bạn xem rồi. Đó, là nó bị thối gốc thối rễ và nó chết hẳn cái ngọn các bạn này. Đấy, khi mà nó thối gốc thối rễ là chết hẳn cái ngọn này luôn. Còn cái kia cái gốc đáy ở dưới này nó bị thối hết, thối thành cái thân màu đen. Đó. Cho nên các bạn chú ý là cây sống đời là nó không không chịu ngập úng nha. Cho nên các bạn tốt nhất là cây sống đời thì các bạn để đất ẩm, và các bạn khi mà các bạn tưới nước thì các bạn nên kiểm tra xem thử là đất nó có khô hay không nha. Còn nếu mà đất đang ẩm thì thôi các bạn không cần tưới. Còn khi các bạn kiểm tra mà thấy đất khô thì các bạn phải tưới, nhưng mà các bạn cũng tưới vừa đủ thôi, không có tưới dư nhiều quá nha. Đó. Nhưng mà thường thường thì nếu như cây sống đời mà các bạn không để ngoài trời ấy, tức là không để ngoài mùa mưa đấy, các bạn không để ngoài trời, các bạn để ở dưới mái hiên, hoặc là các bạn trồng ở ở những cái nơi mà không có lượng mưa trực tiếp ấy. Thì thường thường là chúng ta 2 tuần là chúng ta tưới một lần nhé, 2 tuần tưới một lần thì đất nó đủ ẩm. Đó, cái đặc điểm thứ ba là cái cây sống đời thì các bạn nên trồng ở khu vực ánh nắng vừa phải thôi nhé. Đấy, vừa phải thì ví dụ các bạn có thể trồng dưới mái hiên này, ở cái khu vực mà ánh nắng nhẹ, hoặc là ở đó nó thông thoáng gió một chút để cho cái cây này nó quang hợp. Còn cái cây sống đời thì nó ảnh nếu các bạn trồng ở nơi ánh nắng gắt là nó đôi lúc là nó không chịu được các bạn ạ. Đó. Cũng giống như một số bạn có chia sẻ đấy, thì khi các bạn trồng ở nơi mà ánh nắng quá nhiều thì cái lá cây sống đời nó có thể chuyển màu các bạn nhé, nó có thể chuyển sang màu vàng hoặc là màu hơi tím một chút. Đó. Tức là nó thay đổi màu.
Đó. Thì các bạn khi mà các bạn thấy cái trường hợp như vậy thì các bạn nên chuyển cái cây sông đời vào cái khu vực nó mát hơn một chút nhé, đấy, mát mẻ hơn một chút để cho tránh trường hợp là nó cường độ sáng quá cao thì nó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sông đời các bạn nhé. Đó là cái đặc điểm thứ ba nhé. Rồi, cái đặc điểm thứ tư các bạn nhé. À, đặc điểm thứ tư của cây sống đời. Đó thì các bạn có thể nhân giống bằng bằng thân đấy, và bằng cành. Và cái sự nhân giống của cây sống đời rất là dễ các bạn ạ. Đó. Thì cái nhân giống cây sống đời bằng thân hay bằng cành ấy, bằng thân hoặc là bằng cành này. Đó, hoặc là bằng lá. Đó thì mình cũng đã làm clip chia sẻ đến kênh của mình rồi nhá. Các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách nhân giống bằng bằng thân này, bằng cành, đó hoặc là bằng lá nhá. Đó. Thì theo mình thấy thì cây sống đời thì cái sức sống của nó rất là cao các bạn nhé. Nó các bạn dâm bằng bằng thân bằng cành, có nghĩa là ví dụ ở những cái thân này này, cái thân cây này đúng không? Đấy. Thì các bạn có thể là cắt một nửa đây, đúng không? Cắt một nửa đây. Đó, các bạn dâm vào cái ngọn này luôn. Đấy. Các bạn cắm trực tiếp cái ngọn này xuống xuống đất đấy, hoặc là xuống cát. Thì cái phần này nó vẫn ra rễ và phát triển thành cây mới. Ừ. Rất là khỏe luôn. Đó. Và khi các bạn cắt thì chiều dài của nó chỉ khoảng tầm một gang tay thế này các bạn này. Thân, cái thân hoặc cành nhé. Thậm chí là các bạn có thể dâm cả ngọn luôn, nó vẫn ra rễ và phát triển bình thường được. Rồi, còn khi các bạn dâm thì các bạn có thể sử dụng cát hoặc là đất các bạn nhé. Đấy, đất thì các bạn nên sử dụng những cái đất mà sạch sạch một chút nhé và tơi xốp. Đấy, còn cát thì các bạn sử dụng cát thì thường thường là cái tỷ lệ sống nó cao hơn và dễ hơn các bạn nhé. Đó, giống như ở đây thì mình chủ yếu là dâm bằng cát thôi các bạn. Đây, cái này cũng cát này. Ở đây mình cũng dâm đến cát các bạn nhé. Đấy. Đó, cái bầu bên này nè các bạn này, bầu bên này mình cũng dâm bằng cát luôn. Đó, thì hầu như là dâm bằng cát hết. Bởi vì là cái cát thì nó sạch các bạn nhé. Đó, cát nó sạch và thoát nước tốt. Đấy, cho nên là nó sẽ kích thích được cái cây sống đời nó ra rễ nhanh hơn và rễ nó dài hơn. Bởi vậy mà cái tỷ lệ sống nó sẽ cao và cái cây phát triển nó nhanh hơn các bạn nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. À, rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số thông tin đến liên quan đến cây sống đời nhá. Đó, cái cây mà sức sống rất là cao đấy và chúng ta thường làm cảnh rất là đẹp vào những cái dịp Tết các bạn nhé. À, thì mình thấy là ở địa phương của mình thì vào cái dịp Tết thì các cái nhà hàng hoặc là cửa hàng họ bán rất là nhiều. Đấy, và rất là nhiều người mua các bạn ạ. Bởi vì cây sống đời khi vào dịp Tết thì nó nở hoa rất là đẹp luôn. Đấy. À, cây sống đời mà mình đang chia sẻ các bạn ở đây là cái giống sống đời hoa đỏ các bạn nhé. À, sống đời hoa đỏ. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì cũng cung cấp cho các bạn được một số các bạn về cái mới trồng cây sống đời. Đó thì cách đây khoảng tầm 7 năm ấy thì mình mới trồng cây sống đời lần đầu thôi đấy, và mình cũng có rất là có ít thông tin về cái cây này. Mình trồng có vẻ là rất là mơ hồ và không biết là mình chăm sóc nó như thế nào và trồng như thế nào đó. Thì sau một thời gian dài thì mình đã có thêm một số thông tin và một số kinh nghiệm nhé. Đấy, thì trong video hôm nay là mình chia sẻ lại các bạn đó, thì hy vọng là các bạn sẽ có thêm một số thông tin. Thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cái cây sống đời thành công và để chúng ta làm cảnh rất là đẹp trong gia đình nhé. Đặc biệt là vào những cái dịp lễ Tết các bạn nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì, các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Đó, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.